Kính chào quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 1 năm 2023, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại khu di tích K9 Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội. Tại nhà tưởng niệm Bác Hồ ở khu di tích K9 Đá Chông, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và thế giới. Thủ tướng và các đại biểu nguyện phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách của Người, góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Quý Mão 2023, Thủ tướng nhấn mạnh, cách đây 64 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân hưởng ứng tháng trồng cây. Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây. Từ đó đến nay, Tết trồng cây trở thành truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta trong dịp Tết đến xuân về. Thủ tướng biểu dương các địa phương, cơ quan, đơn vị có nhiều sáng kiến, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả với những thông điệp hết sức cụ thể như góp một cây để có rừng, 1 triệu cây xanh cho Việt Nam, hành động vì một Việt Nam xanh. Để tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Thủ tướng kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam và các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam hãy hăng hái tham gia trồng cây ngay từ những ngày đầu xuân. Thưa quý vị, cứ mùng 6 Tết thì gia đình cố liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Nguyễn Đức Hùng, nguyên phó tư lệnh, chỉ huy trưởng biệt đội biệt động Sài Gòn tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ và tri ân các liệt sĩ biệt động Sài Gòn gia đình. Đây là dịp để các chiến sĩ biệt động thành năm xưa gặp lại nhau và ôn lại kỷ niệm thời chiến đấu gian khổ đã qua, đồng thời nhắc nhớ cho con cháu cũng như thế hệ trẻ ngày nay biết được những hy sinh, cống hiến cao cả của ông cha ta cho ngày xuân độc lập hôm nay. Tại buổi lễ, gia đình Đại tá Nguyễn Đức Hùng cũng đã bàn giao công tác tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ và tri ân các liệt sĩ biệt động Sài Gòn gia đình hàng năm cho Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến, Khối Vũ trang biệt động, Ban liên lạc con em tình báo biệt động Sài Gòn. Kể từ năm sau, buổi lễ sẽ được tổ chức trang trọng tại di tích Gara biệt động Sài Gòn thuộc quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Trang du lịch nổi tiếng của Đức Reiser Reporter đã công bố 25 điểm đến có xu hướng hấp dẫn nhất trong năm 2023 dựa trên đánh giá của du khách sử dụng nền tảng TripAdvisor. Trong đó, Việt Nam có 2 điểm lọt vào danh sách này là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trong khi thủ đô Hà Nội cũng nằm trong danh sách 25 điểm đến nổi tiếng nhất thế giới. Reiser Reporter giới thiệu 3 điểm đến có xu hướng hấp dẫn nhất trong năm 2023. Trong đó, Hội An nằm ở vị trí số 2 dựa trên sự đánh giá của khách du lịch sử dụng TripAdvisor, một trong số nền tảng du lịch hàng đầu và lớn nhất thế giới. Nằm giữa khung cảnh sông nước Vân Nhánh, Hội An trở nên vô cùng lãng mạn khi hoàng hôn buông xuống, với những cây cầu và những con hẻm được chiếu sáng bằng hàng ngàn ngọn đèn và những chiếc đèn lồng. Ngoài Hội An, thành phố Hồ Chí Minh cũng nằm ở vị trí 11 trên 25 điểm đến xu hướng. Trong số 25 điểm đến nổi tiếng nhất thế giới, giành giải thưởng tốt nhất của tốt nhất do khách du lịch bình chọn năm 2023, thành phố Hà Nội cũng được gọi tên ở vị trí 17 trên 25. Theo giới thiệu của TripAdvisor, thủ đô duyên dáng của Việt Nam vẫn giữ được nét cổ kính bên cạnh những phát triển hiện đại. Đặc biệt, ngoài giải thưởng trên, Hà Nội còn đứng ở vị trí thứ 3 trong 20 điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2023. Sáng ngày 27 tháng 1, tức mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão, Chùa Hương, lễ hội có số lượng người tham dự nhiều nhất và thời gian kéo dài nhất cả nước, đã chính thức được khai hội sau 2 năm phải đóng cửa do dịch bệnh COVID-19. Lễ hội Chùa Hương năm 2023 kéo dài đến hết ngày 23 tháng 4, tức là ngày 4 tháng 3 âm lịch, với chủ đề Lễ hội Chùa Hương an toàn, văn minh, thân thiện. Năm nay, do làm tốt công tác tổ chức và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nên ai cũng thấy vui vẻ, phấn khởi đi lễ hội đầu năm. Ban tổ chức cũng đã thay đổi phương án đón khách, bố trí các điểm gửi xe và bán vé ngay từ bên ngoài để tránh tình trạng ùn tắc giao thông khu vực trung tâm lễ hội. Việc thay đổi cách bán vé truyền thống bằng vé có mã quét QR code cũng thuận lợi hơn cho du khách.
Năm nay thì công tác tổ chức ở đây được quy củ hơn và mọi người ví dụ như là chỗ đỗ xe hay là khách đi thì theo thứ tự hơn và không bị ùn tắc hay là gây xáo trộn như mọi năm. Chùa Hương lại có cái duyên là nước non sơn thủy cẩm tú, con người rồi chùa chiền hang động lại tiếp tục mở cửa đón mừng xuân mới và mở rộng vòng tay đón bà con Phật tử nhân dân khắp mọi miền chảy hội chùa Hương trong suốt 3 tháng. Lễ hội chùa Hương năm 2023 diễn ra trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, được tổ chức gắn với tôn vinh, quảng bá giá trị di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn. Theo ban quản lý khu di tích Hương Sơn, ban tổ chức đã chuẩn bị khoảng 4.500 thuyền đò, hàng trăm chiếc xe điện để phục vụ khoảng 3 vạn du khách trở về chùa Hương trải hội mỗi ngày. Từ một dòng kênh đen, dòng sông rác giữa lòng thành phố, kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè được cải tạo, hồi sinh, trở thành dòng kênh xanh, một ví dụ điển hình nhất cho nỗ lực xóa bỏ ô nhiễm, cải thiện môi trường của thành phố Hồ Chí Minh. Giờ thì kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đã trở thành một điểm check-in được ưa chuộng của nhiều người dân và du khách. Xuôi theo dòng kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, từ hướng quận 1 về quận 3, du khách được ngắm nhìn cảnh vật hai bên dòng kênh, những công trình, tòa nhà, cây cầu. Hành trình đi qua 9 cây cầu bắc qua dòng kênh, du khách được giới thiệu về lịch sử từng cây cầu, cũng là những dấu mốc gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh từ hàng trăm năm qua. Sống ở thành phố rất là lâu năm, trước khi đi định cư qua nước ngoài, mình chưa hiểu biết về cái lịch sử của dòng kênh này như thế nào. Mình chỉ biết hồi xưa nó rất là không có được hay lắm. Nhưng mà sau khi được cải tạo lại thì nghe anh giới thiệu, anh MC giới thiệu về lịch sử của dòng sông này, dòng kênh này thì mình rất là tự hào. Tour du lịch được thiết kế đúng cách làm, du lịch xanh, thân thiện với môi trường. Mỗi chuyến tham quan đều có thả cá phóng sinh là loại cá sống tận đáy, chuyên sục buồng như cá trê, vừa giúp con kênh sạch sẽ về lâu dài, vừa phát triển hệ sinh thái. Có thể vừa du lịch và mình cũng học được cái cách mà bảo vệ môi trường nó như thế nào. Đó thì em cảm thấy là nó rất là ấn tượng về việc. Nghe câu chuyện lịch sử, ngắm nhìn dòng kênh, đường phố, thưởng thức âm nhạc và ly rượu vang cùng những món ngon trên thuyền, dưới ánh hoàng hôn hay khi đón trăng lên là những khoảnh khắc để lại ấn tượng khó phai trong lòng du khách. Tâm đắc nhất của tôi này là gì? Là đã góp phần vào thành phố có một tuyến điểm du lịch tuyệt vời về mặt môi trường và kể cả sử nữa, bởi vì chưa có thành phố nào mà có đến 9 cây cầu mà có mang tên lịch sử như vậy. Tuyến du lịch nội đô trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè hiện là tour du lịch đường thủy nổi bật, nằm trong nhóm các sản phẩm du lịch tầm ngắn, có sức cạnh tranh với nhiều điểm đến du lịch khác của thành phố Hồ Chí Minh, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước yêu du lịch xanh. Theo Bộ Công Thương, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các địa phương đã chủ động trong công tác quản lý giá thị trường, ban hành kế hoạch bảo đảm nguồn cung hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán. So với năm 2022, lượng hàng hóa dự trữ tăng từ 10 đến 30%, lượng cung hàng hóa theo từng nhóm hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân. Thời điểm sau Tết, cơ quan quản lý tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả, chủ động các giải pháp bình ổn thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến, nhất là với mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt heo, thịt gia cầm, thủy hải sản. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong những ngày nghỉ Tết, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã thực hiện cấp cứu, khám chữa bệnh cho gần 88.000 trường hợp, tăng cao hơn so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 là hơn 33.000 trường hợp. Trong đó, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông thì tăng gần gấp đôi so với năm trước với 3.419 trường hợp. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 cũng ghi nhận có 5 trường hợp phải cấp cứu do vũ khí, vật liệu nổ tự chế gây ra và 16 trường hợp ngộ độc thực phẩm. Trong 7 ngày nghỉ Tết, tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 62 trường hợp tử vong và 79 ca bệnh nặng xin về. Ngoài ra, có 2.029 trẻ được sinh ra trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 284 bệnh nhân nhập viện cấp cứu, tăng 21,3% so với cùng kỳ Tết năm 2022. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Y tế quận huyện thành phố Thủ Đức liên tục giám sát các ca bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19.
Kết quả ghi nhận 172 ca mắc sốt xuất huyết và 12 trường hợp nhập viện do COVID-19. Cuối năm 2022, tuyến đường sắt đô thị số 1 của thành phố Hồ Chí Minh, Metro Bến Thành Suối Tiên lần đầu tiên chuyển động với cuộc chạy thử nghiệm đoàn tàu Metro. Cuộc chạy thành công đánh dấu cột mốc quan trọng trong giai đoạn đưa dự án về đích và vận hành thương mại vào cuối năm nay. Vẫn còn không ít việc phải làm để tuyến Metro này vận hành, song những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm 2023 đã giúp kế hoạch chính thức lăn bánh của Metro Bến Thành Suối Tiên đang dần được hiện thực hóa. 10 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 2022 là khoảnh khắc đặc biệt, mang đến nhiều cảm xúc phấn khởi, đầy hy vọng khi người dân thành phố Hồ Chí Minh được chứng kiến và trải nghiệm chuyến lăn bánh đầu tiên của đoàn tàu Metro Bến Thành – Suối Tiên. Lần đầu tiên trải nghiệm thì tôi cảm thấy nó vận hành rất là êm và không gian hai bên rất là thoáng, và đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái cảnh nó đẹp như vậy. Và tôi cũng rất là mong muốn là người là cái vận hành tàu này sẽ sớm được vận hành để người dân cùng trải nghiệm, vì đây là cảm giác rất là tuyệt vời. Cuộc chạy thử nghiệm và hành trình gần 9 km đánh dấu cột mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới của dự án Metro số 1, đó là chạy nước rút trong năm 2023 để về đích và vận hành chính thức vào cuối năm nay. Chủ đầu tư và nhà thầu cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực để tiếp tục lắp đặt và thử nghiệm tất cả hệ thống Metro, khu vực đề bốt, cầu cảng và hầm, đảm bảo tiến độ toàn dự án. Ta thấy cái sự ổn định, cái sự kết hợp của 11 hệ thống liên quan chạy tàu cũng như là cái sự ổn định của cái hệ thống kết cấu hạ tầng của hệ thống Metro thành phố Hồ Chí Minh là sẽ đến cái giai đoạn là thử nghiệm trên toàn tuyến, tiến đến là việc là đánh giá an toàn hệ thống, nghiệm thu và vận hành thương mại. Metro Bến Thành Suối Tiên dài 19,7 km vừa là công trình giao thông hiện đại nhất thành phố, cũng đồng thời trở thành một biểu tượng kiến trúc mới, tạo thêm điểm nhấn cho mỹ quan đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 11 nhà ga trên cao và 3 ga ngầm đã hoàn thành xong hạng mục kiến trúc, được thiết kế đẹp, hiện đại, mang những nét đặc trưng riêng. Các ga ngầm đều được thiết kế đặc trưng, phù hợp theo cái cảnh quan hoặc là những cái di tích lịch sử của các công trình xung quanh. Ví dụ như ga Ba Son này sẽ lấy ý tưởng từ về sông nước, về cái khu vực công trình Ba Son cũ. Đối với ga Nhã Thành Phố thì họ sử dụng những cái màu sắc, những cái vật liệu theo chủ đạo thiết kế của ga Nhã Thành Phố, theo cái Nhã Thành Phố của chúng ta. Dự án tuyến Metro số 1 đã đạt gần 94% khối lượng. Dọc theo toàn tuyến, các nhà ga, đường kết nối cũng được xây dựng, sẵn sàng chuẩn bị kết nối. Đây sẽ là công trình đánh dấu sự chuyển mình của thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới tương lai thành phố Hồ Chí Minh phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới. Nó có ý nghĩa hết sức là quan trọng. Ngoài cái việc mà phục vụ cho hướng phát triển chính của thành phố về phía đông, kết nối trên cái hành lang giữa trung tâm thành phố với các khu công nghệ cao, khu công nghiệp tại quốc gia, các khu dân cư, khu đô thị mới về phía đông của thành phố, cũng như là sẽ tiếp tục là qua đó là cái tiền đề rất là quan trọng để tiếp tục thực hiện các dự án đường sắt đô thị khác. Metro Bến Thành Suối Tiên đang sẵn sàng để về đích, lăn bánh trong năm 2023, giúp thay đổi thói quen đi lại của người dân, thay đổi hạ tầng giao thông, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới của giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh với 7 tuyến Metro tiếp theo sẽ được triển khai trong những năm tới. Chuyển sang phần tin thế giới, trong hai ngày 27 và 28 tháng 1, Cộng hòa Séc tiến hành bầu cử Tổng thống vòng 2. Theo đó, hai ứng cử viên dẫn đầu sau vòng 1 là cựu tướng quân đội Bét Baven và cựu thủ tướng Andrej Babiš sẽ đứng trước cơ hội để trở thành Tổng thống thứ tư của Cộng hòa Séc. Gần 15.000 điểm bỏ phiếu trên toàn Cộng hòa Séc đã chính thức mở cửa từ 20 giờ ngày 27 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Vòng 2 là cuộc đối đầu giữa ông Pavel, người dẫn đầu vòng bầu cử đầu tiên với hơn 35% số phiếu ủng hộ, và ông Babiš về thứ hai với số phiếu gần như tương tự, gần 35% số phiếu. Tuy nhiên, có tới 4 trong số 6 ứng cử viên bị loại trong vòng 1 tuyên bố sẽ ủng hộ cựu tướng Pavel trong vòng 2. Kết quả thăm dò dư luận trước vòng bầu cử cuối cùng cho thấy ông Pavel có thể giành chiến thắng với tỷ lệ ủng hộ đạt trên 57%. Trong khi ông Babiš chỉ giành được khoảng trên dưới 42% số phiếu.
Ngày 27 tháng 1, Hàn Quốc cho biết quân đội của nước này và Mỹ đã ký tuyên bố tầm nhìn chiến lược nhằm mở rộng các lĩnh vực hợp tác song phương, bao gồm an ninh không gian và các lĩnh vực mới khác. Tổng tham mưu trưởng lục quân Hàn Quốc, tướng Park Yong-wan và người đồng cấp Mỹ, tướng James McConville đã ký tuyên bố trên tại trụ sở Bộ Phòng Mỹ hôm 25 tháng 1. Tuyên bố tầm nhìn chiến lược đề ra mối quan hệ hợp tác an ninh giữa hai bên trong các lĩnh vực như khoa học quân sự, công nghệ và vũ trụ, phù hợp với nỗ lực nâng cấp quan hệ song phương lên liên minh chiến lược toàn diện toàn cầu, như lãnh đạo hai bên đã nhất trí tại một hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 5 năm ngoái. Bộ trưởng Bộ Phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến sẽ đến Seoul vào ngày 29 tháng 1. Ngày 27 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bổ nhiệm chánh văn phòng Nhà Trắng mới, đó là ông Jeff Zients, cựu điều phối viên về chính sách phòng chống COVID-19. Ông Jeff Zients sẽ thay thế ông Ron Klain, chánh văn phòng Nhà Trắng hiện nay. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, ông Zients sẽ tham gia sự kiện chuyển tiếp chính thức vào tuần tới. Ông Zients là điều phối viên về chính sách phòng COVID-19 kể từ khi ông Biden nhậm chức đầu năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Ông được ghi nhận là người giám sát và thực hiện các nỗ lực của Tổng thống Biden trong việc tiêm vaccine cho người dân Mỹ, nhưng cũng đối mặt với những chỉ trích rằng chính quyền không tăng cường năng lực xét nghiệm một cách kịp thời. Vị trí chánh văn phòng được coi là một trong những vị trí quan trọng nhất tại Nhà Trắng, chịu trách nhiệm thúc đẩy chương trình nghị sự chính sách của Tổng thống và đảm bảo tuyển dụng các nhân viên phù hợp với vị trí. Thưa quý vị, căng thẳng địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng và sự phục hồi không đồng đều sau đại dịch COVID-19 vẫn đang là những yếu tố chính đang ảnh hưởng tới kinh tế thế giới. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo kinh tế thế giới năm nay sẽ còn khó khăn hơn so với năm 2022. Lý do là ba nền kinh tế lớn gồm Mỹ, Liên minh châu Âu EU và Trung Quốc đều đồng loạt giảm tốc. IMF thậm chí còn nhận định 1/3 thế giới sẽ rơi vào suy thoái trong năm 2023. Trong bối cảnh đó, thì việc quản lý tài chính, chi tiêu hiệu quả là điều quan trọng nhằm giảm thiểu tác động từ những cú sốc kinh tế. Kính thưa quý vị, suy thoái là chủ đề được nhắc đến khá nhiều thời gian qua. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống mức 2,7% trong năm nay, so với con số 3,2% của năm 2022. Tại Hy Lạp, các bà mẹ đang phải nỗ lực trang trải cuộc sống khi họ chuẩn bị chào đón thành viên mới giữa thời điểm hiện tại đang là mùa đông và chi phí sinh hoạt tăng cao. So với thời điểm cách đây một năm, giá điện, khí đốt và nhu yếu phẩm đã tăng chóng mặt, giáng đòn mạnh vào người dân Hy Lạp, đặc biệt là những cặp vợ chồng trẻ. Fotini Bostanis, 29 tuổi, đã có một người con trai 2 tuổi và sắp sửa có thêm đứa con thứ hai trong thời gian tới. Với Bostanis, cuộc sống ở thủ đô Athens ngày càng trở nên đắt đỏ. Chi phí sinh hoạt không ngừng tăng cao và cuộc sống của chúng tôi ngày càng khó khăn. Trước đại dịch COVID-19, Bostanis từng là một diễn viên và trợ lý sản xuất tại một nhà hát. Thế nhưng sau đại dịch, cô đã mất việc làm và sinh đứa con đầu lòng. Để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đứa con trai, ba mẹ trẻ đã phải tính toán từng đồng euro trong việc chi tiêu. Trong mùa đông, Bostanis đã phải cân nhắc lựa chọn giữa việc sưởi ấm và trả hóa đơn tiền điện. Chúng tôi đặt thiết bị sưởi trong phòng của đứa con trai trong 3 giờ để làm ấm. Sau đó, trước khi đi ngủ thì chúng tôi đưa máy sưởi qua phòng khách và phòng ngủ của chúng tôi trong 1 giờ. Sau khi căn phòng ấm lên thì chúng tôi tắt đi. Cứ phải di chuyển máy sưởi qua lại như thế. Chồng của Bostanis hiện đang làm nhân viên giao hàng tại một quán cà phê và một siêu thị 6 ngày một tuần. Tuy nhiên, thu nhập thì lại không ổn định cho lắm. Bostanis thừa nhận, không chỉ tiền điện tăng cao, việc đi siêu thị mua thực phẩm và đồ thiết yếu cũng là một nỗi lo. Chúng tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Với tôi, mọi thứ đã trở nên đắt tiền hơn trước rất nhiều. Tôi đã phải giảm bớt hoặc cắt bỏ nhiều thứ nhằm duy trì cuộc sống. Ví dụ như khi đi siêu thị với 20 euro, tôi phải cân nhắc rất nhiều. Theo cơ quan thống kê Hy Lạp, lạm phát tại nước này đã đạt 7,6% trong tháng 12 năm 2022. Giá dầu nhiên liệu và khí đốt lần lượt tăng 11,6% và 27,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá thực phẩm cũng tăng cao.
Cuộc sống khi có con trở nên rất khó khăn. Lúc trước bạn có thể ăn món này món nọ, nhưng khi có con thì bạn cần phải mua nhiều thứ khác như là tã, khăn giấy, phấn rôm, đồ ăn cho trẻ và sữa. Tất cả những thứ này cần phải được chuẩn bị trước khi một đứa trẻ chào đời. Thế giới đã trải qua một năm khó khăn khi lạm phát cao nhất trong nhiều thập niên buộc các ngân hàng trung ương điều chỉnh tăng lãi suất với tốc độ chưa từng có. Những nỗ lực kiểm soát lạm phát đang phát huy tác dụng nhưng cũng đi kèm những tác động tiêu cực. Tăng trưởng được dự báo giảm mạnh hơn nữa sau khi lao dốc trong năm 2022, nên khả năng kinh tế thế giới hướng tới suy thoái là không thể loại trừ. Theo các nhà phân tích, khả năng kinh tế thế giới suy thoái trong năm 2023 có thể phụ thuộc vào ba yếu tố: hành động của các ngân hàng trung ương, tác động từ việc Trung Quốc mở cửa và giá năng lượng. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF mô tả lạm phát là rủi ro cấp bách nhất đối với sự thịnh vượng ở hiện tại và tương lai. Dù lạm phát ở Mỹ và châu Âu đã bắt đầu hạ nhiệt khi giá năng lượng đi xuống và lãi suất tăng lên, các ngân hàng trung ương tuyên bố sẽ không dừng việc nâng lãi suất sớm. Các ngân hàng trung ương đang điều chỉnh lãi suất theo từng phiên họp dựa trên số liệu mới nhất. Họ nhấn mạnh không biết sẽ tăng lãi suất đến mức nào hoặc duy trì trong bao lâu. Việc này sẽ được thực hiện đến khi lạm phát trở về gần mục tiêu và ổn định ở mức đó. Còn nếu giá cả tăng hơn, các ngân hàng trung ương có thể nâng lãi mạnh tay hơn. Điều này sẽ gây sức ép lớn lên kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã suy yếu đáng kể trong năm 2022 do chính sách Zero Covid, khiến Trung Quốc mất đồng bộ với phần còn lại của thế giới, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng tới dòng chảy thương mại và đầu tư. Tuy nhiên, Trung Quốc đã từ bỏ chính sách Zero Covid. Trong khi việc mở cửa được đánh giá là một tín hiệu tốt cho nền kinh tế toàn cầu, quá trình phục hồi có thể sẽ khó đoán và đầy thách thức. Việc mở cửa một cách ồ ạt đang khiến số ca nhiễm tăng nhanh chóng tại nước này, gây áp lực lên hệ thống y tế, đồng thời ảnh hưởng tới tiêu dùng và sản xuất trong quá trình đó. Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine vẫn đang khiến các dự báo trở nên bấp bênh, đặc biệt là ở châu Âu. Các quốc gia này tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga, tuy nhiên sự thiếu hụt là điều khó tránh khỏi. Một báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho thấy, châu Âu có thể thiếu khí đốt thiên nhiên trong năm 2023 nếu Nga cắt toàn bộ xuất khẩu sang khu vực này và thời tiết lạnh hơn. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cho biết họ có thể phải điều chỉnh dự báo kinh tế nếu sự thiếu hụt năng lượng đẩy giá lên cao và việc các chính phủ châu Âu phân bổ năng lượng như thế nào trong mùa đông. Trong bối cảnh khó khăn chung, mỗi chúng ta đều có thể hành động nhằm giảm bớt áp lực từ những cú sốc tài chính. Hãy cùng lắng nghe ý kiến của bà Christine Whelan, giáo sư chuyên ngành khoa học tiêu dùng tại Đại học Wisconsin, Madison, Mỹ. Một trong những xu hướng chi tiêu hiện nay là mua trước trả sau. Nó được quảng cáo ở khắp các cửa hàng và rất nhiều người tiêu dùng đang tham gia. Tuy nhiên, việc mua sắm không tính toán sẽ dẫn đến các khoản nợ tích lũy trong thẻ tín dụng của bạn và gây ra áp lực tài chính rất lớn. Thay vào đó, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng ta hãy chịu khó thanh toán trước dù có khó khăn và tận hưởng sau đó. Điều này giúp chúng ta có thể hưởng niềm vui một cách trọn vẹn hơn. Giữa thời buổi lạm phát, khi đi mua sắm, chúng ta cảm thấy có ít cơ hội hơn. Ví dụ, lúc trước bạn đã quen với giá bơ sữa, giờ thì lại tăng đến 40%, thậm chí là 60%. Bạn có thể sẽ hoang mang. Tiền bạc có thể kích thích cảm xúc nhiều người trong chúng ta. Vì thế, hãy bình tĩnh và tính toán mình có thể mua được gì và cần phải thay đổi gì cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Năm 2023, chúng ta vẫn chưa rõ bức tranh kinh tế tài chính sẽ như thế nào. Vì thế, khi bạn nghĩ tới việc thiết lập một quỹ khẩn cấp, hãy tiết kiệm tiền. Trong trường hợp bạn không có đủ điều kiện tài chính để xây dựng một nguồn quỹ khẩn cấp, thì hãy cố gắng trả hết nợ hoặc giảm mức nợ xuống thấp nhất có thể. Những biện pháp này sẽ giúp chúng ta giảm bớt được tác động từ những cú sốc tài chính có thể xảy ra trong tương lai. Hy vọng những lời khuyên vừa rồi của chuyên gia sẽ có thể giúp chúng ta tính toán việc chi tiêu một cách hiệu quả trong bối cảnh kinh tế vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Nhìn ra thế giới xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong các chuyên mục lần sau.
Mặc dù đang chờ chủ trương chính thức từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, nhưng có thể nói việc đầu tư xây dựng cảng biển trung chuyển quốc tế trị giá 6 tỷ đô la Mỹ ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đã được khẳng định. Chọn mô hình nào phù hợp với cơ chế chính sách và thực tế tại Việt Nam nên là ưu tiên hàng đầu. Chia sẻ với báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiều chuyên gia nêu ý kiến như vậy và cũng đề nghị nhất thiết phải có cơ chế, chính sách để tập hợp được sức mạnh của hệ thống cảng biển vùng thành phố Hồ Chí Minh, bởi đây là hệ thống cảng biển quan trọng nhất nước, đảm nhận tới hơn 50% lượng container xuất nhập khẩu của đất nước. Hệ thống này phải hoạt động hiệu quả và hướng tới cạnh tranh với hệ thống cảng biển của các nước trong khu vực, thế giới, vì đây là tiền đề quan trọng cho kinh tế biển Việt Nam phát triển. Một thông tin đáng chú ý trên báo Quân đội Nhân dân, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Sau hơn 2 năm đi vào thực thi, EVFTA đã mang lại trái ngọt cho xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng hàng hóa thương hiệu Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU còn khá khiêm tốn. Đặc biệt, doanh nghiệp Việt Nam còn bỏ lỡ nhiều cơ hội và chưa tận dụng triệt để lợi thế từ cao tốc EVFTA khi nhiều sản phẩm Việt Nam được nhập khẩu vào thị trường EU lại mang tên thương hiệu của quốc gia khác. Doanh nghiệp cần hiểu, việc đưa hàng Việt Nam xuất khẩu ra thế giới bằng thương hiệu của Việt Nam bán cho người bản địa là một quá trình xuất khẩu bền vững mà chúng ta cần hướng tới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến năm 2023 sẽ thành lập mới 1.600 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số lên 22.500 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó trên 65% xếp loại tốt khá, cùng với đó là có trên 20.500 trang trại theo tiêu chí mới. Với định hướng của ngành nông nghiệp là hình thành các tổ hợp tác, trang trại liên kết với doanh nghiệp sản xuất, chế biến và tiêu thụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ hỗ trợ các hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thông qua sản xuất kinh doanh, các sản phẩm chủ lực, ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình sản xuất có chứng nhận, kết nối thị trường. Hiện cả nước có 94 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp và gần 21.000 hợp tác xã nông nghiệp. Rút ngắn thời gian xét tuyển đại học, quy định mới về cách tính và áp dụng điểm ưu tiên là hai điểm mới nổi bật trong tuyển sinh đại học năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét ban hành kế hoạch tuyển sinh, đẩy nhanh các thời hạn, rút ngắn thời gian xét tuyển đợt 1 so với trước để có thể bắt đầu năm học mới vào đầu tháng 9 năm 2023. Nếu còn thời gian cho các đợt xét tuyển bổ sung, các trường sẽ hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh trong năm. Vì vậy, nếu thí sinh không trúng tuyển đợt 1 thì có thể chờ và cập nhật thông tin xét tuyển ở các đợt tiếp theo trong năm của các cơ sở đào tạo. Sau khi xét tuyển đợt 1 mà vẫn còn chỉ tiêu tuyển sinh, các trường sẽ thông báo và tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển. Điểm mới nổi bật thứ hai chính là quy định về cách tính và áp dụng điểm ưu tiên được đưa vào quy chế tuyển sinh ban hành năm 2022 nhưng chưa có hiệu lực từ năm 2023. Theo đó, từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp và một năm kế tiếp. Như vậy, từ năm 2023 trở đi, điểm ưu tiên đối với thí sinh sẽ giảm dần khi thí sinh đạt tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở mức 22,5 điểm trở lên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau cũng trong khung giờ từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút trên kênh HTV9. Xin kính chào, tạm biệt.